Dạ, cảm ơn anh. Biến đi. Cho em một bi. Tiền đâu mày? Tiền ra, cho em gửi. Dạ dạ. Đi đâu vậy? Tao đang nghĩ mày. Mày bán thiếu tao một liều thôi, được không? Một có liều tiền thôi thì sẽ có hàng thôi. Tao nói với mày rồi, hôm nay má tao đi công chuyện, với lại tao không có giữ chìa khóa được. Mày bán thiếu tao đi, có gì má tao về tao lấy tiền tao đưa mày liền. Không có được. Có tiền đi, tao đưa hàng cho. Tao nói rồi, má tao đi, không thể nào đưa chìa khóa cho tao để tao lấy tiền đưa mày được. Mày hiểu không? Với lại bạn bè lâu năm không à, không lẽ mày không chịu bán thiếu cho tao một tép hả? Tao đang nỉ mày mà tụt xẹo. Tao không có tin. Mày thiếu tao nhiều lần rồi. Tụt xẹo à? Tao nói thiệt mày, năn nỉ mày luôn á. Mày bán thiếu cho tao một liều thôi, một liều cuối cùng nữa thôi nha. Mày nói thiệt cho tao nghe, mày đã chôm hết số vàng của má mày rồi đúng không? Bây giờ thì không có còn gì để chôm nữa, đúng không? Trời ơi, lúc nào mày cũng... Anh em mày không tin là sao? Mày yên tâm cái vụ đó, tao vẫn còn gửi cho má tao 4 triệu luôn mà. Thôi thôi, mày xạo quá. Không, không xạo gì hết. Tao lấy tiền của má tao đưa cho mày liền. Bây giờ mày bán thiếu tao một liều thôi, nha. Lời nói của thằng nghiện sắp đến cử, không bao giờ tao tin được hết á. Bây giờ, tiền trao cháo múc. Thôi, mày đừng làm phiền tao nữa. Tùng xèo à, mày bán thiếu tao đi Tùng xèo, nha. Tao đang nỉ mày mà. Đúng ra, mày ăn mày. Ơi, mày, thằng khốn nạn. Ông ơi, thằng con trai của ông sắp cưới vợ rồi. Ông có linh thiêng á thì nhớ phù hộ cho tôi, lúc nào cũng có khách đến thuê phòng trọ nghe ông. Dành dụm bao nhiêu năm nay, bây giờ mới đủ tiền để cưới vợ cho nó. Còn cái thằng Hưng này nữa, không biết tỏ tình với người ta có được hay không, mà sao cả tháng nay không thấy nó nhắc đến cái chuyện cưới vợ gì cả. Đi đâu giờ này mới về vậy? Đi nhậu nữa phải không? Trời ơi, Hưng ơi! Hưng! Tại sao cái tủ lại mở vậy? Hả? Còn vòng vàng của má đâu? Vòng vàng cưới vợ cho con đâu? Sao má không thấy ở trong hộp vậy? Hả? Kiếm chi nữa? Con bán hết rồi. Hả? Con nói cái gì? Bán là sao? Đồ đó là má để dành cưới vợ cho con mà. Cưới vợ? Có ai thèm chịu lấy con đâu mà cưới với không cưới. Mà đừng có nói chuyện này nữa. Đừng có vòng vo nữa. Giờ mà có tiền đưa lại tôi 1 triệu đi. Một triệu gì? Một triệu gì?
Thì cái tiền mà lần trước tôi gửi má cưới vợ đó, bây giờ ơi, không cưới nữa, má trả lại cho tôi đi. Mà lần trước tôi đưa cho 4 triệu đó, má trả cho tôi luôn đi, nhanh lên. Bán hết đồ cưới của má, bây giờ lại còn đòi tiền nữa hả? Con cần tiền để làm cái gì? Hưng, con nói thiệt cho má nghe đi, có phải là con nghiện rồi phải không? Thấy là biết rồi, mỏi mệt quá. Thôi má, đưa tiền con nhanh lên, con đi nữa. Trời ơi, con thiệt là, con có biết là đồ nữ trang đó là đồ bác cưới má không? Bao nhiêu năm nay dù nghèo khổ cỡ nào, thậm chí ở nhà hết tiền mua gạo, má cũng không đành lòng bán nữa. Chết sống gì cũng giữ lại để cho con cưới vợ, vậy mà con lại... Thôi thôi thôi, tôi nói thiệt với má, tôi không muốn vậy đâu. Nhưng mà người ta không chịu lấy tôi, người ta chê tôi nghèo quá, buồn quá mới phải vậy thôi. Mà thôi, à, mà cái của đó má nói là để dành cho tôi cưới vợ rồi, thì má còn tiếc gì nữa má. Bây giờ á, điều má lo là bây giờ tôi mà không có thuốc á, thằng con của má sẽ chết. Má nghe rõ chưa? Đưa tiền cho tôi nhanh lên. Đây. Má không có đưa tiền cho con được, con phải cai đi. Con dính vô mấy cái chuyện này là khổ lắm. Bà nói cái gì? Tôi hỏi bà, có đưa tiền cho tôi không? Má không đưa cho con được. Tôi hỏi bà lần cuối, bà có đưa tiền cho tôi không? Tiền này là của má, con không thể lấy được đâu. Đưa đây, buông ra, đưa đây, đưa đây, buông ra. Chị Năm ơi, đưa cho con được đâu. Chị Năm, buông ra. Chị Năm ơi, cho con một cây búa. Hưng, bắt nó lại. Chị gì? Nó lấy tiền đi hút đó. Đưa, nhanh lên. Đưa lại. Quay lại không? Đưa cho tao. Đại ca, đưa đây. Đưa đây đại ca. Đại ca, được không? Em không thể thiếu số tiền này đâu đại ca. Em đang nghĩ đại ca đó. Tao kêu mày đi vô, mày vô không? Em đang thèm lắm, em phải lấy số tiền để mua thuốc. Em đang nghĩ đại ca mà. Đại ca, mày nghe không? Thôi, tao kêu mày đi vô. Em chịu không nổi đại ca. Không nổi cũng đi vô. Đại ca, đi vô. Đại ca, chết em đại ca. Đi vô. Trời ơi, Hưng ơi là Hưng, thấy con chịu chí thú làm ăn, chịu cưới vợ sinh con là má mừng rồi. Bây giờ chưa kịp vui mà đã xảy ra chuyện. Tại sao con lại dại dột quá vậy hả? Bình tĩnh lại con. Con xuống. Chị Năm, tiền nè. Chị, vô lấy sợi dây để con trói nó lại. Nhưng mà đại ca, con định làm gì? Muốn nó cắt cơn chỉ có cách này thôi. Chị Năm, kiếm sợi dây lại lên giùm con đi. Má ơi, mau đi gì? Má, đừng mà má. Nhưng mà lấy dây gì? Thì dây thừng hay là dây xích gì cũng được, lại lên đi gì. Má ơi, đại ca ơi, năn nỉ đại ca mà. Mày muốn cái gì? Đại ca không đưa tiền em mua thuốc, em chịu không nổi đại ca. Em năn nỉ đại ca đó. Mày ngồi lên, tao kêu mày ngồi lên. Hả? Mày muốn cái gì? Mày đứng lại. Cái tội ăn cắp của mày tao sẽ tính sau. Còn bây giờ khốn hồn thì ngồi yên đó. Nè đại ca, má ơi, má cứu giữ má ơi. Đại ca, đại ca, má, má còn đại ca kìa má. Đại ca, đừng mà đại ca. Em đang nghĩ đại ca mà đại ca. Đại ca ơi, đại ca ơi, đại ca.